lăng gì ta mà đẹp dữ vậy ta? Bông bông lăng lều lan huệ hả? Lan huệ đất. Lan huệ gì hay lan huệ nào? Này làm mấy chậu này vô cho bà xã ngắm rồi. Bà không gài, bà ráng đi. Cắt nó cái là nó nước nó vô trong đó nó ảnh hưởng nó thúi á, nó tốt từ từ xuống nó hạt bông hành ha. Chăm bông hành mấy em đó là nụ hết trơn rồi đó, đó nụ mà thấy không, bốn em là nụ hết trơn. Không mua mấy chậu, không chậu 10 chậu sau này tới 12 tặng 2, mua 10 củ tặng 2 củ. Con không nữa. Mấy con hết trơn rồi, nó trồng từ đây trở về sao là bông có bông xài. Cái này là cây lan huệ mua ở trên Facebook. Nụ không đó. Này là gốc chính nó ra nụ ra bông. Còn nhảy con, nó nhảy con nhóc hết trơn rồi. Con nhóc nè. Trồng cho cục chân ai cục chân đây nè, trồng nở đây nè, nó đưa xong rồi đó, chín không à. Cây này là cây đế dương. À, cây đế dương đỏ nè. Cây bông trang trắng. Này là sử quân tử. Sử quân tử. Đây nó đang ra nụ nhóc chăng.
lan. U lan ra ngồng 2-3 cây luôn. Kìa bển ngồng bông nhóc kìa, mà khô gan nước kìa. Rồi anh mà bển lấy chậu lan ra đây con sắp thành kia đang phải nước. Bỏ phí nhỏ thời gian cái giờ nhỏ ra ngồng nhóc hết trơn kìa. Ui ra ngồng. Ra ngồng không nó không ra từ đọt nữa mà nó ra bên hông luôn. Từ bên hông nó ra ngồng luôn kìa. Ấm giờ bỏ phí nhỏ. Trên này là cây, trên này cây kim đồng. Bông dâm bụt.